AD nó không xuyên tường. Nào, từ nãy đến giờ mình đánh nhau à? Đánh mình này, nó có chiêu nổ nổ rất khó chịu luôn. Đây băng trụ này, mít đây băng trụ đây, sợ quá rồi con này. Về cái cấu trụ đi, cấu trụ đi, về cái con AD nó còn chấm máu này. Ui giời ơi, ui giời sắp hai à, ui gõ một đứa lại được hai đứa à, ảo thật đấy. Ui rồi rồi để khỉ để... trận này mà đánh bọn này thì chắc là chắc nó bung 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 lụa luôn anh em ạ. Ui giời ơi, vào thêm sâu thêm tí nữa là có kill rồi. Nên đồng minh không vào, mình chịu hết máu trụ ấy. Chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực trụ luôn, nếu mà có thể lính lên rồi. Lúc này có thể băng trụ được rồi. Bốc hơi luôn. Ui giời, mình băng trụ nhưng mà mình vẫn sống các bạn ạ. Nhìn kìa, đồng đội mình băng trụ nhưng mà không ai sống cả. Di chuyển ra khu vực mid để từ Ngộ Không, đồng minh của chúng ta còn đang để trụ rồi các bạn ạ. Trận đấu chỉ vỏn vẹn trong vòng khoảng 10 phút thôi.